Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn tiếp tục câu chuyện đi tìm mẹ của anh Randy. Thì hôm trước Phương Văn có chia sẻ cái câu chuyện một người anh ở bên Mỹ đó, ảnh muốn là đi xét nghiệm ADN với anh Randy. Tại vì có những cái thông tin là mẹ của ảnh đẻ ra một người em bé da màu và nghi ngờ anh Randy là một người em trai của mình. Và ảnh là người Mỹ lai da trắng và có một chị gái nữa cũng là người Mỹ lai da trắng. Sau khi mà người chị đã cho đi ở bên Mỹ mấy chục năm và sau đó cái anh trai này cũng sang bên Mỹ theo cái diện là con lai đó quý vị khán giả. Thì khi sang bên Mỹ thì họ mới bỏ mẫu lên trung tâm xét nghiệm đó. Cuối cùng thì họ đã tìm ra chị gái mình là hai chị em. Còn bây giờ thì có cái thông tin này nữa cho nên là nghi ngờ anh Randy là em. Cho nên là bây giờ Phương Văn làm cầu nối đang tiến hành để lấy mẫu xét nghiệm. Và sau đây là cái cuộc trò chuyện giữa Phương Văn với vợ của anh trai này. Một cái câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống đời thường rất là thân mật. Thì xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau đây giữa hai chị em trao đổi với nhau. Hy vọng có những cái thông tin mà bổ ích và giúp ích cho anh Randy cũng như là gia đình của anh trai. Họ sẽ tìm ra những người thân yêu của mình. Hiện tại thì chúng ta thấy là rất nhiều thông tin đi tìm kiếm mẹ ruột cho anh Randy. Tuy nhiên tới thời điểm này thì vẫn chưa trùng khớp được. Sau đây thì xin mời quý vị khán giả theo dõi câu chuyện. Xét nghiệm thử lần coi như thế nào, tự nghe bà già nói vậy thì em cũng muốn xét nghiệm thử coi nó có phải là anh em hay không. Còn không phải thì anh chắc anh tìm người khác vậy thôi, còn mình bạn bè thôi. Dạ đúng rồi. Chứ giờ em cũng muốn giúp vậy thôi, tự nghe bà già nói vậy thì nghe vậy chứ em cũng không biết là sao. Tự bà già đã mất rồi em cũng không biết hỏi ai nữa giờ. Dạ thì bây giờ dù cho có thông tin được cái thông tin mà hầu như là tương đồng đi nữa thì cũng bắt buộc phải xét nghiệm ADN. Tại vì mình nói thì nó không có chính xác, mà chỉ có xét nghiệm ADN thì chính xác thôi. Đúng rồi dạ. Ai cũng vậy chứ không phải nói trời ơi tôi là thông tin đó là chính xác hoặc là những người thân nói như vậy. Dạ đúng rồi, không có nói là chính xác nhưng mà muốn xét nghiệm thử coi có đúng hay không vậy thôi. Dạ ai cũng dạ, nếu như không đúng thì mình là bạn bè vậy thôi. Dạ cho nên là cái gì đâu. Mình là cái người mà trong cuộc, mình là cái người trong cuộc, là gia đình mình có một người mẹ sinh ra em bé da màu như vậy, mình là người trong cuộc thì mình cần đi xét nghiệm. Chứ nhiều bà con khác nói hiện tại cũng có một cái chị ở bên Việt Nam mà chị mới nói là chị nhận anh Randy là em ruột của mình mà thôi khỏi cần xét nghiệm. Cộng đồng mạng phản ứng đâu có được đâu, không được phải xét nghiệm cái đó không được. Dạ. Tự gì phải xét nghiệm mình mới biết chứ mình có trùng máu hay không. Dạ thì dạ. Thông tin mà hiện tại tới thời điểm này thì chưa có ai có cái thông tin là trùng khớp cả, cho nên là bữa trước em liên hệ với anh Randy đó là cái số điện thoại chị em cho chị đó thì chị cứ liên lạc đi, nếu mà chị gọi cho ảnh không được thì chị nhắn tin lại nói là em là bên Mỹ muốn gia đình muốn xét nghiệm đó, qua chỗ chị Phương Văn đó. Thì anh Randy sẽ biết liền, ảnh sẽ sắp xếp thời gian nào rảnh thì gọi lại cho chị. Khi gọi lại cho chị mà chị lại bận chứ không bắt máy thì mình cũng thì đúng rồi đó nhau, rồi mình mét cái thời gian cái thời gian nào mà ok đó thì mình sẽ nói chuyện với nhau, nó sẽ đúng rồi chị. Tại vì giờ mình có cái thông tin liên hệ rồi, điện thoại này kia nọ là cũng được rồi. Thì em cũng cầu cho anh Randy với gia đình chị hy vọng đâu đó thì tìm được người thân của mình, cũng tội nghiệp ảnh mấy mươi năm mà tìm lại cả Việt Nam rồi bây giờ không có ai tìm ra hết trơn. Thực sự ra mình là người trong cuộc á, mình không nói ra là đâu có ai biết, mà mình nhắn tin được cái thông tin thôi, gửi là cái điều đó nó đem lại sự may mắn hoặc là nó trùng khớp thì mình bỏ qua cơ hội đó thì cũng tiếc quá. Đi tìm quay ra. Dạ. Dạ.
Bây giờ thì có cái thông tin, có cái chị ở Việt Nam bây giờ mọi người đang cộng đồng mạng đang dậy sóng chị đó. Chị đó không có thật thà. Giống như là ba hồi thì nói cái này, chị tin Cúc á, bây giờ cộng đồng mạng đang phản ứng đó, nói là xưng như chị ruột anh Randy, nói nào là có em là làm giám đốc bây giờ không muốn nhận anh Randy là em sợ cái này cái nọ. Rồi nói thời xin lỗi chị làm cái gì cũng phải đâu có gì đâu, chứ đâu có nói kêu là anh Randy về xuống tận nhà chị rồi này kia nọ. Nói trời, người ta không có rảnh đâu, người ta không có rảnh, người ta còn công ăn việc làm, còn người ta cái thời gian của người đúng ta rồi. Có bay từ bên Mỹ về nhà chị rảnh đâu mà rảnh dữ vậy. Thì bây giờ có những cái xét nghiệm những cái mẫu anh đã để lại ở Đà Nẵng, Việt Nam rồi, cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ nếu mà mình cần tìm nhau thì mình giúp nhau thông tin và mình đi xét nghiệm thôi, chứ đâu có phải yêu cầu người ta dạ đúng rồi tới mình điều vô lý quá. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thì nếu như anh ông chồng em với ảnh ở đây thì gần rồi, thì ở Mỹ thì xét nghiệm thì rất là dễ, đâu có gì đâu khó. Dạ, ví dụ mình chỉ lấy mẫu thì... dạ. Ủa móng tay được hả chị? Cắt móng tay á chị, bên đây Việt Nam này thì mấy lần xét nghiệm bên đây là cắt cái móng tay của anh chồng chị á. Rồi anh Randy bên đó thì ảnh cũng có mẫu, hay là bên đó hướng dẫn lấy nước bọt hay cái gì đó, tùy theo bên đó thôi. Tại người ta, bác sĩ người ta có nhiều cách đó chị. Dạ. Dạ, ở đây thì lấy nước bọt không à? Dạ. Dạ, tại vì chị em nghĩ vậy. Còn em nghĩ vậy, chắc là ở Việt Nam sao lấy nước bọt được, cho nên phải gửi mẫu đó. Bữa hổm anh Randy cắt gửi mẫu móng tay về đây đó, rồi cái người bên đây cũng cắt mẫu móng tay đem ra xét nghiệm. Tại còn ở đây thì em thấy gửi nước bọt không mà chứ em không có nghĩ như vậy, cắt móng tay. Dạ. Thì chị liên hệ được với anh Randy đi. Rồi thì hả, em liên hệ được thì em cho chị Phương Vân biết. Dạ. Liên hệ để em thì, nhắn tin ảnh coi liên hệ mình lấy bằng cách nào đó, thì từ bên Mỹ bác sĩ hướng dẫn cách nào thì mình lấy cách đó thôi. Dạ. Dạ. Thì bác sĩ của ảnh nó muốn đi ở chỗ nào thì em ở Cali thì nó tìm ở chỗ đó thì em lại tới đó. Dạ. Thì em đóng tiền thì em trả tiền vậy thôi. Hồi trước nhỏ kia nó cũng vậy. Trời ơi, thấy thương chị quá à. Chị đã đi tìm người thân cho chồng chị gái, chị chồng. Tìm được một người quý quá trời quý luôn á, thật là trời ơi, anh em mà chị em mà thất lạc là từ nhỏ tới lớn luôn mà sang Mỹ mà chị tìm được là chị gái cho chồng chị thì phải nói là quá quá quý luôn. Thôi bây giờ còn lại một người em da màu thì nghi ngờ anh Randy thì chị cũng cố thêm lần nữa đi. Biết đâu được. Em cố thêm lần nữa thì coi thử coi sao, chứ em cũng không biết nữa. Thì em nói ông chồng em rồi, em cố gắng em tìm một lần nữa cho anh đó. Dạ. Thì anh có người thân thì cũng mừng cho anh thôi. Ông vui không? Ông vui dữ không chị? Ông vui mà hôm nay em cũng nói để cho anh nghỉ thì em gọi anh Randy, mà hôm qua anh nghỉ đó em gọi mà không có anh Randy, cho nên em nói thôi bữa nay anh đi làm rồi, nay anh làm mai anh làm, thứ hai anh mới được nghỉ nữa. Dạ. Thì nhắn tin đi rồi chồng chị hoặc là chị gì đó với anh Randy á có cái thời gian mà mình match với nhau ok rồi thì mình trao đổi với nhau về việc đó. Dạ. Vậy cũng mừng. Dạ. Tại vì hồi trước em tìm chị cho ảnh cũng vậy. Thì ảnh lúc nào anh cũng nói em, nhưng mà cái suy này thì suy nói là chị. Dạ. Chứ không phải là em. Dạ. Thế chứ. Dạ, cho nên nè là chị. Này chứ em nghĩ là chị chứ còn không phải là em, tại vì si này sinh năm 68. À vậy hả? Dạ, rồi ảnh là năm 69. Ủa vậy hả? Rồi anh này là năm 71, là em không biết là anh này là sau cùng hết á, sao á. Dạ. Vậy là chị với anh Benny là anh sau cùng hết á. Dạ. Vậy bà chị đầu với cách với chồng chị có một năm hả? Dạ em nghĩ vậy, tự vì nó chỉ nói sinh năm 68 đó. À dạ. Nhưng mà thật ra là cũng quá may ha. Chị đi tìm trước hay là cái chị đó chị gửi những cái mẫu lên chỗ trung tâm trước. Chị có đi tìm không? Cái chị này chị bỏ lên trước. Chị đỏ bỏ lên là 5 năm rồi. À vậy hả? Rồi xong rồi em không có bỏ mẫu lên. Dạ. Sau đó em mới nói con em bỏ mẫu lên cho em đi. Rồi mới đi tìm, là em muốn tìm, tự vì em nghe mấy người mà em đi làm chung đó, mấy người khách của em đó. Dạ. Thì mấy người khách đó mới dặn nói em là nó bỏ mẫu lên là con cái trong nhà bỏ cũng được, không cần người chồng bỏ, đi tìm anh em hay này kia, con cái có dòng máu của cha, nói tìm cha được.
nó tìm em nó có được, cho nên em về em mới nói con gái em làm thử coi. Dạ. Đó, con gái em nó mới làm thì nó trùng trùng hợp với con nhỏ cái bà chị này nhiều hơn. Dạ. Cái máu nhiều lắm, trùng máu nhiều lắm. Vậy sao vậy, mừng quá cho ha. Nên là dạ, mới đầu cái liên lạc. Dạ. Dạ. Thì liên lạc với em với là con gái em đó. Dạ. Thì liên lạc khi đó ông chồng em thì ông không có biết, chưa biết. Ồ vậy hả. Xong rồi em mới nói em tìm được chị gái danh rồi. Ồ dạ. Thì dạ, nay mai gì anh sẽ nói chuyện với chị. Thì ông cũng nói thì để ông nghỉ, ông rảnh thì ông nói chuyện. Anh nói rảnh anh ấy mới nói chuyện được. Thì anh dạ, mất bận anh đi làm. Dạ. Đây cũng mừng nói chung là cuối cùng kết hai quả chị em nói chuyện. Ok. Yeah. Dạ. Tại vì chị bỏ lên trước. Dạ. Bỏ lên 5 năm rồi tìm hoài không được. Uh-huh. Không có thấy cái máu ai trùng hết. À. Xong rồi khi đó em vừa bỏ lên trong vòng 1 tháng thôi là đã có rồi. Dạ. Ồ, hay quá ha. Dạ. Đi tìm hay ha. Dạ. Dạ. Dạ, mà đó là thử nước bọt đó. Dạ. À chị ơi, nên em gửi cái family tree á. Dạ. Dạ, biết đâu là anh Dũng á. À, biết đâu là anh Randy anh cũng bỏ mẫu ở bên Mỹ rồi. Không chừng. Ha. Có không? Thì em không biết, tại vì bây giờ chị nói em mới biết chứ, tại là em không có hỏi anh Randy. À, không biết anh có bỏ mẫu lên đó hay không thì không biết, nhưng mà tại vì em liên hệ ở Việt Nam này thì cắt mẫu móng tay này kia nọ thì nó khác ở bên Mỹ. Thành ra không nếu biết anh là bỏ anh Mỹ thì anh bỏ anh bỏ lên. Mỹ thì nó có sẽ trùng hợp chứ. Dạ mà không biết anh có bỏ lên không không thì em không biết, tại em không hỏi chỗ vấn đề đó. Cho nên là thôi bây giờ cứ liên hệ với nhau thì có những cái thông tin mà anh Randy với bên chồng chị sẽ rõ nhất. Nhưng mà điều rất là quý là chị đã tìm được một người cho chị gái cho chồng chị rồi. Thật sự ra là kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì gia đình của anh chị là anh chồng là người Mỹ Lai da trắng và sau đó thất lạc một người chị cũng Mỹ Lai da trắng. Còn bây giờ có một thông tin nữa, một người em da màu thì nghi ngờ anh Randy là em. Cho nên là đang tiến hành để liên lạc với nhau để lấy những cái mẫu đó, rồi xét nghiệm tại bên Mỹ. Hy vọng là gia đình chị với anh Randy sẽ có những cái thông tin kết quả là tốt nhất. Đó là điều rất mừng. Dạ. À, chị thì em cũng cầu xin vậy. Ông chồng em nhớ như anh Randy bỏ nước Mỹ thì có thể matching chứ, có thể giống chứ, có thể tìm được chứ. Ông con em gái em thấy lên đó bỏ mẫu lên đó, em gái em cũng có nhắn tin vô cái gì của ảnh bỏ lên đó đó, cũng nhắn tin vô cho ảnh bao nhiêu lần mà sao ảnh không có trả lời. Dạ thì bây giờ mình có điện thoại rồi mình alo với nhau, biết đâu anh Randy ảnh không bỏ mẫu lên đó thì sao, thì không biết ảnh có lo tìm ở Việt Nam không à. Chắc là ảnh không bỏ mẫu. Dạ. Em nghĩ chắc anh không bỏ mẫu. Dạ. Nếu như ảnh có bỏ mẫu thì có thể có máu ông chồng em trên cái mẫu trên đó đó, family tree là ảnh có trên đó mà. Dạ thì chắc có thể em gửi đi nhiều lắm, em gửi đi tìm cha ảnh nữa. Vậy hả? Em gửi vô mấy cái trại chỗ mấy người lính hồi xưa, mấy người mà đi lính về Việt Nam đó. Dạ. Em cũng có gửi vô đó nữa. Dạ. Mà chưa có cái mẫu. Em gửi cả là mấy tháng nay rồi mà chưa có mẫu đó. Vậy sao à? Bây giờ chị cũng đang đi tìm người cha cho chồng chị. Nhưng mà biết đâu thì không biết cái thông tin thì hy vọng cũng match được với nhau. Nhưng mà biết đâu là ba không biết có còn hay là mất. Đó. Thì nhiều khi bị mất rồi không có mẫu. Đó là em nghĩ nhiều khi bị chết rồi thì không có mẫu. Còn anh em thì nhiều khi còn trẻ thì còn có mẫu. Dạ. Mà nếu như anh Randy bỏ lên trên bên Mỹ này thì chắc có thể matching, có thể có mẫu. Dạ. Nhưng mà nếu như anh không bỏ đây thì đâu có đâu. Đúng rồi. À, đôi khi anh tìm ở mãi Việt Nam không mà anh cứ đi ở Việt Nam không, tức chắc anh đâu có bỏ Mỹ gì chi. Tại vì bên Mỹ đâu có nguồn gốc ở bên đó đâu. Thành ra chắc thì chắc là anh bỏ Việt Nam không? Bỏ Việt Nam không à. Thì nó có... thì bây giờ có điện thoại rồi, hỏi với nhau coi nó rõ để có gì mà xét nghiệm, biết đâu là anh Randy sau này nếu anh chưa bỏ thì anh bỏ trên thông tin trên bên Mỹ đó, thì biết đâu là nhiều người người ta cũng bỏ mẫu lên đó lại nó match được với nhau thì quá tốt. Chị biết không, em có xem một cái chương trình một cái chị này với ba chị mà nhận cũng qua sang Mỹ rồi, chị cũng tìm cái thông tin mà match được với nhau đó, mà người ta trung tâm người ta báo cho cái ba chị là có một đứa con vậy đó. Ông quá bất ngờ chị. Ông không nghĩ là ông có con, tại vì khi mà rút quân về bên Mỹ đó là thì hồi xưa mà thanh niên mà cũng có đi chơi rồi cũng có quen bạn gái này kia nọ, nhưng mà khi mà bạn gái có bầu ông không biết, rồi sinh con ông cũng không biết luôn, rồi tới chừng sinh ra thì sau đó cái chị đó sang Mỹ
Và là sau này chỉ bỏ mẫu đi đi tìm đó, tới chừng trung tâm mà gọi ổng có một đứa con. Một đứa con thì ổng quá bất ngờ. Tới chừng phỏng vấn ổng, ổng nói ổng không nhớ được là ổng có con, tại vì ổng không biết là mà bạn gái có bầu ở Việt Nam. Đó, thì sau này mấy chục năm chị người Mỹ Lai da trắng đó chị tìm được cha chị đó. Dạ. Quá mừng ha. Mà ổng thì ổng không có nghĩ là có đứa con rơi ở Việt Nam, tại vì ổng không biết bạn gái có bầu. Đó, quá quá mừng luôn. Cuối cùng là chị tìm được Quá cha mừng. chị. Dạ, cha ruột đó. À, Vậy còn là sống quá tốt luôn là quá tốt ha. rồi. Dạ, mà ổng không hề biết. Cái xong mấy anh em trong chương trình có hỏi ổng, biết đâu mai mốt có cuộc gọi điện thoại khác nữa, có một người con nó xuất hiện thì sao? Ổng cười quá. Đó. Ông nói chắc không có đâu, chắc có một đứa thôi chứ không phải lưu lại. Thì ổng nói vậy, ổng nói không có đó, chắc không có. Nhưng mà tội nghiệp chị là nhiều nhiều anh cũng hỏi là có lẽ là sự xuất hiện của cái chị gái đó là trong đời của chú á là ngoài ý muốn và cũng không có mong đợi, đúng không? Ổng nói là oh my god, ổng là cũng như Chúa ban cho ổng vậy đó, chứ ổng không hề biết và ổng không có cái có ngoài sự mà mong đợi, có nhưng mà không có mong đợi mà cũng không biết luôn, không biết là xuất hiện trên cõi đời này. Dạ thế Nghe là ông quá mừng luôn, dạ quá hạnh phúc luôn. quá hạnh phúc, chị gái cũng quá hạnh phúc, tội nghiệp. Dạ thì nhiều cái chương trình cũng tìm ra nhau thì cũng cũng đẫm nước mắt lắm chị, mà khi mà có cái kết quả tốt là mừng lắm, người trong cuộc mừng mà khán giả xem cũng mừng đó, mừng lắm chị. Dạ. Thì em cũng nói với ông chồng em mấy bữa nay, em nói nếu như mà thật sự anh với Wendy mà anh em á, thì sau này hết dịch này rồi thì vợ chồng mình dắt ảnh về bên thăm mã mẹ thôi. Dạ. Chừng nào anh rảnh mình Dạ, dắt ảnh đúng về rồi. thăm mã mẹ thôi, nếu như mà thật sự anh em ruột Dạ, đúng anh rồi. em. Ừ. Chứ anh cũng mong muốn để gặp mẹ mà không biết mẹ là ai, Dạ. thì mình cũng mong là đó là mẹ của mình. Dạ, thì đúng rồi đó, Thì cho nghe nói thì vậy đó, em cũng mong, thật em cũng sự nói. ai cũng mong cho anh Randy hết trơn chị, ai cũng mong, tại vì cái hạnh phúc người mẹ mà chị, tại vì chị không có chia sẻ trên cộng đồng hồi trước đây, chứ nếu mà chia sẻ cộng đồng thì ai cũng mong cho chị để tìm lại người thân của chồng chị đó. Khán giả người ta mong lắm, dạ khán giả người ta mong, người ta thương lắm, người ta thương, cho nên là bây giờ thôi thì chị sẽ liên hệ với anh Randy đi ha, có cái thông tin gì mới thì chị sẽ nói với Khi em. nào em liên lạc được ảnh thì em nói chị cho chị mừng thôi. Dạ Em thử mà đúng thì em nói cho chị mừng. dạ đúng không, đúng gì Chắc thì đúng cũng là nói chị mừng. cũng biết mà. Dạ Nếu như mà có đúng thì chị cũng biết mà. dạ Lên cộng đồng mạng là chị biết hết rồi. dạ à, thì mình bây giờ hiện tại em với chị với anh Randy là cầu nối với nhau giữa ba người, thì có thông tin gì thì mình sẽ chia sẻ với nhau để cho anh ta biết ha. Dạ rồi, vậy em vậy ha. Dạ rồi, em chào chị. Dạ dạ em cảm ơn chị. dạ Dạ chào chị. dạ chào chị.